Hello cả nhà, một ngày mới mình xin chúc cả nhà nhiều khỏe, nhiều sống nha. Bữa nay mình trải nghiệm đi giặt lời cá nha cả nhà. Mình mới mua được 20 cái lời cá của anh Định Nguyễn ở Hậu Giang nha. Mình mới đặt chuyến đầu tiên nha. Mới bữa nay mới hai đi mà mình nôn quá. Mình đi thăm đại ngay cả nhà, coi có dính không cả nhà ơi. Đi kiếm cái về gì ăn cả nhà ơi. Để đi mua hoài cả nhà ơi. Rồi, để mình thăm cái lời đầu tiên đây nè cả nhà. Mình không biết đặt nha, mình thấy anh em ta đặt cá ham quá rồi mình đi mua nha, mua về mình đặt mà không biết có dính hay không. Cả nhà trải nghiệm đi, trải nghiệm chung với mình nha. Ui, vô cả nhà, trời ơi, tới công chuyện rồi anh em ơi. Cũng ngon đây nè, thấy không đó, hai con cá lóc, một con ếch. Ủa, con cá này con cá gì ta, có chốt gì ngộ trời. Đã, đây, con cá này con cá gì nữa nha, ngắn quá chá, cả nhà công cảm nha. Đã, cá chốt, mình cá chốt cháy quá cả nhà, thấy không, ụ trà bá lửa luôn. Cái này mà chừng cá chục con, nấu nồi canh chua thứ gì chịu nổi. Ở trời dân con cá này mình thả nghe cả nhà, nó có trứng nè, cho nó đẻ nha. Rồi liền xuống đó nha cả nhà. Rồi hai con cá lóc ngon quá cả nhà, sướng nhà, cái đầu tiên nha. Mình thăm 20 cái nha nè các bạn, 20 cái nha, hy vọng là bữa nay có thu hoạch nha, chuyến đầu tiên nha anh em. Rồi để mình ở máy anh em ơi, mình bắt anh em ơi. Cái lời thứ hai mình dưới này nha các bạn, mình không biết đặt, mình đặt lại nha, con này có lùm lũ vô đặt lại nha các bạn, mình dặn có dính không, chìm ghê ai vậy, giật không. Vô các bạn ơi, vô con nữa các bạn ơi, ngon ta, trộn cá phi má ơi, cá phi trà bá lửa luôn. Này, phi này trà bá lửa luôn các bạn, xuống nhà, im gì ta, hai cá dính này, ba con, ngon lành cành đào. Để mình có thấy nha các bạn, bắt cá bỏ vô cái đi thăm cái tiếp nha. Thứ ba mình đây nha các bạn, thấy cá đụng nhí, trời ơi, té luôn má ơi, trời ơi, hơi cắm đầu vậy. Ui trời ơi, có con gì đâu, đè nó xuống má ơi. Trời, chúng tôi có cá nữa rồi. Rồi để mình ở máy mình đặt lại nha, mình có trong đây một cái nha các bạn, mình đó được, quá trời luôn, không biết có không, cái cực quá đây. Bây giờ nằm đây có cá không, cái lọ nó cắm đầu nha các bạn. Ui, vô các bạn này, cái gì vậy? Trời ơi, đụng con cá lóc. Con cá lóc, hai con cá lục kiến, ba cá lục kiến luôn. Vô đây, vô đây bắt nha các bạn. Trời à, nát quá, vô đây kéo. Cá lóc này, ba cá lục kiến luôn. Vô cá lóc không đi, đừng vô lục kiến. Vô lục kiến nè. Để mình bắt nó ra các bạn ơi, rồi mình đi thăm tiếp nha các bạn. Mình có những hạn cái nha các bạn, nước này lên quá vỏ, mình đặt hạn kia rồi, nước kia không có lên nè các bạn, hôm nay nước lên quá lên nè, hạn kia mình đặt nước nó còn queo rồi, nên lộ ra trước phần này rồi, chết quất luôn các bạn ơi. Cũng ngon quá, không có cá. Rồi, để mình ốp máy các bạn, đặt lại cái bẫy các bạn. Có chung đó một cái nha các bạn, tầm giờ thêm hai cái nữa các bạn ơi. Thất rồi, không có con cá nào thôi. Nước lên quá lên, mình đặt ở ngoài nước dòng, mình đặt ở nước giật, nằm ngoài, tuốt ngoài. Tới bữa nay nước nó hơi gông, vô trong hết trơn. Cá nó vô trong mé hết các bạn ơi. Thôi, thấy gì trên vậy, cá mắm nhân nha các bạn,
Đây, mình đặt mới chuyến đầu tiên mà trải nghiệm mà. Ủa, vụ vụ không con cá lóc nha các bạn. Hay này cũng cỡ 2 lạng nha các bạn ơi, 2 lạng 2,5 lạng cũng được. Ủa dính là ngon rồi, ăn đỡ ăn thăm nãy gì mấy cái kia không dính con nào hết. Mình thăm bây giờ cũng 7 cái rồi đó các bạn, 8 cái, cái này phải thứ 8 mà, 7 cái, 8 cái, cái này phải thứ 8 này các bạn ơi. Để mình bắt ra cá nó ra nha các bạn, mình có những cái nha các bạn. Trời ơi nước nó ngập ngập cái trời, nước ngập lại không trời, ngập lại không đây. Ừ không ngập, thôi không ngập. Trời ơi trời, cái gì vậy, miên bậy lâu kiến luôn má ơi, khủng khiếp. Lâu kiến, lâu kiến không, trời ơi hôi hai bằng cái lâu kiến không, lâu kiến cho một bầy luôn nè. Đây nghe mà nghe mình đi đi dạy về nha các bạn, nó gặp mình nha. Miên bậy cái lâu kiến quá trời, với 2 cái trúng giấy. Hồi nãy mình thả anh con uống quá trời rồi, quay được 2 con. Ừ, bắt luôn quá, chắc hồi có nữa rồi sao. Bán mấy trúng giấy này về chịu nó ăn chua ăn. Con lạc. Ừ. Hồi nãy thả anh con chà bá lửa luôn trời. Uống ghê, hồi nãy giờ đừng thả được rồi, bắt luôn được rồi. Rồi, để mình nói mấy các bạn, mình bắt xử lý mấy này ra, được con cua chà bá và lửa, bắt con cua luôn, bắt con cua chiều về gan me luôn. Quá đã luôn. Được mấy các bạn ơi. Có những hàng cá này các bạn. Nước này lên quá lên, không có lọt con, có lờ cái con. Là cái con ngập không, nước lên quá lên. Trời ơi, đúng luôn. Có không đây, ui. Ui. Vô các bạn ơi, cái gì đây. Trời ơi trời, con cá phi mọc rồi các bạn ơi. Nguyên bảy cái lục kiến luôn. Ngon quá trời, nguyên con cá phi mọc rồi. Nguyên bảy cái lục kiến. Rồi, để mình bắt mấy các bạn ơi. Bắt mấy cái lục kiến này ra nha. Này, cái nghe các bạn. Nó lại trong lỗng trời. Có một cái sắt nha. Cái sông rồi. Để mình đặt lại nha các bạn. Rồi, mình còn đang cái lợi cuối cùng nha các bạn. Bây giờ thăm thấp của các bạn ơi. Bây giờ mấy người có được 4 cá lóc. Mấy cá phi. Bây giờ dính mấy con cá nhỏ nhỏ mình không có quay nha các bạn. Đây là cái cuối cùng của mình nè. Đâm cái lợi luôn nè, đâm cái lợi xe cua luôn. Nãy rút ra bên kia một cái. Đâm vào xe cua này coi có dính không. Lội ra ngoài mương này nè. Đó. Đâm này luôn. Xà quá. Dính ngon quá ngon. Dính không. Có cá không. Cua. Cá cuối cùng. Bự bự cái coi. Rồi học bách bệnh luôn, không có còn gì luôn. Rồi cái cuối cùng xong luôn. Rồi, để mình ở máy mình đi đặt lại ngay các bạn. Rồi quả của mình bữa nay có nhiêu rồi các bạn ơi, được 3 con cá lóc nha, 5-6 con cá phi với 2 con cua, mấy con cá chốt, 1 con cá rô, 20 cái các bạn ơi. Mới chuyến đầu tiên, nói chung cái đầu tiên dính gì là cũng được rồi các bạn, nhưng mình không biết đặt nha. Nói chung là chung nói các bạn là mình chưa có biết đặt nha, mình mới đặt chuyến đầu tiên nha. Anh em nào có xem cái video của trường nha, anh em có đặt có kinh nghiệm đó, nhớ bình luận để bình luận chỉ cho mình biết cách đặt nha anh em. Trường chân thành cảm ơn nha. Thôi vậy mình xin kết thúc video tại đây nha, hẹn cả nhà là clip sau cả nhà ơi. Bye bye.